thi giới thiệu chia sẻ sách trực tuyến năm 2021 hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, tên mình là Trần Mai Linh, học sinh lớp 7C, trường Trung học cơ sở Thắng Tường. Hôm nay, mình rất vui vì được giới thiệu đến các bạn một cuốn sách mà mình vô cùng tâm đắc. Cuốn sách được mang tên Nhật ký trong tù là tác phẩm nổi tiếng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn à, như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, là anh hùng giải phóng dân tộc, người kết tinh trong mình những phẩm chất và giá trị tinh thần cao quý nhất của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của người là một tấm gương sáng vì nước, vì dân. Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng, người đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người vẫn luôn lạc quan, tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng. Tinh thần ấy đã được thể hiện rõ trong nhiều sáng tác của người, trong đó có tác phẩm Nhật ký trong tù. Nhật ký trong tù là tập nhật ký bằng thơ được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác khi người bị giam cầm trong lao tù dưới chế độ tưởng giới thạch vào những năm 1942 đến năm 1943. Nguyên văn nhật ký trong tù được viết bằng tiếng Hán trong một cuốn sổ tay nhỏ đa bạc màu. Bìa của cuốn sổ ấy ghi bốn chữ Ngục Trung Nhật Ký, tức nhật ký trong tù, kèm theo hình ve hai nắm tay bị xích. Cuốn sách được nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2015. Trang bìa của cuốn sách được thiết kế trang trọng, nổi bật trên nền màu đỏ là hình ảnh cũng như tên của tác giả Hồ Chí Minh, kèm theo một bài thơ viết bằng chữ Hán cùng với nhan đề của cuốn sách Nhật ký trong tù. Cuốn sách gồm 175 trang, được in trên khổ giấy 13,5 x 20,5 cm. Nội dung của cuốn sách gồm 133 bài thơ, mỗi bài đều có 3 phần: phiên âm, dịch xuôi và dịch thơ. Cuối mỗi bài thơ thường có phần chú thích ngắn gọn, giúp người đọc dễ dàng tìm hiểu. Đến với cuốn sách là ta đang đến với một tâm hồn phong phú, cao đẹp của người tù vĩ đại, lúc nào cũng nóng lòng, đau đáu hướng về Tổ quốc. Canh 1, canh 2, lại canh 3, trằn trọc, băn khoăn, khó ngủ mà. Canh 4, canh 5, vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh quyền hồn ta. Tác phẩm cũng ghi lại tinh thần bất khuất, lòng yêu nước của người chiến sĩ cộng sản. Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn đến sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Ta cũng bắt gặp trái tim tràn ngập tình yêu thương, sẻ chia, đồng cảm trước nỗi đau của con người. Oa oa oa, cha sở không đi lính quốc gia, nên nỗi em sinh vừa 6 tháng, phải theo mẹ đến ở nhà pha. Ta còn nhận ra một tâm hồn luôn rung cảm trước thiên nhiên, dù thân thể bị giam trong bóng tối nhà lao, nhưng tâm hồn bác luôn hướng ra ánh sáng để cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, của ánh trăng. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Thực tế, bác Hồ không cố ý viết nên tập thơ này, điều đó đã được thể hiện qua lời thơ mộc mạc, giản dị. Ngâm thơ già chẳng ham chi, trong tù còn có việc gì làm đây? Ngày dài ngâm vình cho khuây, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. Vậy đấy, chỉ vô tình viết ra, nhưng tập thơ này đã trở nên nổi tiếng bởi giá trị sâu sắc về nội dung cũng như nghệ thuật của tác phẩm. Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết: toàn bộ tập thơ là một tuyên ngôn về tự do, viết với tấm lòng yêu thương, tinh thần kiên quyết, với khí phách anh hùng của một người cộng sản vĩ đại. Trong thơ bác, trữ tình và tự sự, lãng mạn và hiện thực, cổ động và giáo dục, phản ánh và triết lý. Tất cả đã kết hợp với nhau thật chặt chẽ, một cách rất nghệ thuật. Người không chỉ ghi lại những gì đã trải qua, mà đằng sau những áng đường thi bất hủ ấy là tinh thần, là tấm lòng, là bản lĩnh, là phong thái của người chiến sĩ cộng sản. Chính vì vậy, Nhật ký trong tù đã trở thành một tác phẩm lớn, có giá trị sâu sắc về nội dung cũng như nghệ thuật trong nền văn học Việt Nam.
Nhật ký trong tù đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp cùng nhiều thứ tiếng khác. Các bạn à, bác đã đi xa, nhưng những gì người để lại cho chúng ta là vô cùng quý giá. Hình ảnh của người luôn sống mãi trong tâm hồn của chúng ta. Đọc cuốn sách này, chúng ta càng thêm yêu quý, tự hào hơn về vị lãnh tù tài ba, kiệt xuất, một danh nhân văn hóa thế giới. Hình bóng của người luôn sống mãi trong tâm hồn của chúng ta, sống mãi với thời gian, trong trái tim của nhân loại. Và nhật ký trong tù của bác cũng vậy. Tác phẩm ấy sẽ sống mãi trong tâm hồn bạn đọc Việt Nam và nước ngoài. Các bạn à, phần giới thiệu sách của mình đến đây là kết thúc. Mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình hy vọng rằng một trong số những tác phẩm mà các bạn sẽ tìm đọc sẽ có tác phẩm nhật ký trong tù. Đó chính là bảo vật của đất nước chúng ta. Mình xin chân thành cảm ơn.